Hành động bị chia phản cảm của Janelle Monáe. Nữ ca sĩ Janelle Monáe vấp tranh cãi vì màn trình diễn nổi loạn tại một sự kiện ở New Orleans, Mỹ. Theo Basic, mới đây, Janelle Monáe biểu diễn tại Essential Festival 2023. Nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu trong bộ cánh họa tiết đen trắng, gồm short, áo phong cách bikini và phụ kiện mũ đồng điệu. Trang phục của Janelle Monáe không quá sexy hoặc táo bạo. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, cô có hành động vén áo và để lộ vòng một. Janelle Monáe vốn không xa lạ với hình ảnh gợi cảm, thậm chí nổi loạn. Cô nhiều lần thể hiện tinh thần phóng khoáng, tự do thông qua âm nhạc và thời trang. Nhưng hình ảnh mới nhất của nữ nghệ sĩ vẫn gây tranh cãi. Bên dưới bài đăng của Basic, nhiều ý kiến chỉ trích Janelle Monáe phản cảm, cố tình gây chú ý. Họ bình luận, phải chăng đây là cách duy nhất để được chú ý? Tôi thực sự không nghĩ ra lý do nào khác cho sự liều lĩnh này. Mục đích của điều này là gì? Cô ấy từng mặc những bộ đồ sang trọng, cổ điển. Có phải cô ấy đang khủng hoảng tuổi trung niên? Trên Daily Mail, các thành viên mạng cũng bình luận trái chiều về màn trình diễn của ngôi sao sinh năm 1985. Họ bày tỏ thích phong cách độc đáo nhưng không phản cảm trước đây của Janelle Monáe. Janelle Monáe là nữ ca sĩ, nhà soạn nhạc và nhà sản xuất người Mỹ. Có định hướng âm nhạc từ nhỏ, cô sáng lập hãng thu âm Wonderland Art Society cùng nhiều nghệ sĩ trẻ khác và phát hành After Audition vào năm 2003. Janelle Monáe từng nhận nhiều đề cử Grammy. Trong đó, album Dirty Computer được giới phê bình khen ngợi, nhận 2 đề cử tại lễ trao giải Grammy lần thứ 61, bao gồm hạng mục album của năm. Ngoài thành công trong âm nhạc, Monáe còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Cô tham gia những tác phẩm được đề cử hoặc đoạt giải Oscar như Moonlight, Hidden Figure và Harriet.